Xin hân hạnh giới thiệu với mọi người, đây là dĩa inox hộp xoài nha, inox hàng của Nhật. Inox rất là dày, rất là dày luôn nha mọi người, dày và đẹp, độ mới cao luôn nha. Đây em đo đường chiều dài của dĩa là 50cm nha. Bề rộng là 34, bề rộng là 34. Inox rất là dày, cái này em có 4 cái nha. Em có 4 cái như thế này. Đây cũng là hiệu, đó, thương hiệu của nó đó. Inox này xịn lắm nha mọi người, mình dùng mình không có bị rỉ sét nha. Em để lên cân cho mọi người xem. Một cái là 1,5 kg thôi mọi người. Một cái 1,5 kg, em có 4 cái. Em có 4 cái đều đẹp như nhau nha. Đó, 4 cái là 6,5 kg, gần 6,5 kg mọi người. Dĩa này mình dùng để trên bếp cũng được nữa mọi người, mình đặt thức ăn mình để lên bếp cũng được nữa. Anh chị nào thích thì nhắn em nha.